David Beckham đang có mặt tại Việt Nam, dạo phố đi bộ và thoải mái chụp ảnh cùng người hâm mộ. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh David Beckham trong chuyến đến thăm Việt Nam đang được dân mạng chia sẻ. Như đã đưa tin, sau 4 năm kể từ thời điểm 2014, David Beckham đã sang Việt Nam để dự một sự kiện cùng với cầu thủ Công Vinh Duy Mạnh, siêu mẫu Hà Anh. Đây là lần thứ tư ngôi sao bóng đá nước Anh đến với đất nước hình chữ S. Trên mạng xã hội, thông tin này được chia sẻ rầm rộ. Những trái tim yêu bóng đá nói chung và Beckham nói riêng hào hứng chờ đợi sự trở lại của thần tượng. Đến tối mùng 8 tháng 3, nhiều hình ảnh của David Beckham được người hâm mộ chia sẻ. Theo đó, nam cầu thủ nổi tiếng thế giới ăn mặc giản dị, đi dạo phố đi bộ và thoải mái chụp ảnh với khán giả Việt. Ở độ tứ tuần, David Beckham vẫn rất phong độ và là thần tượng của rất nhiều người yêu bóng đá. David Beckham xuất hiện tại phố đi bộ thoải mái chụp ảnh cùng người bắt gặp. Ở độ tuổi tứ tuần, David Beckham vẫn rất phong độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.